Đôi khi để đạt được điều mà ta muốn, ta phải làm những thứ mà ta không hề muốn. Tôi là Dương, 22 tuổi, streamer. Tôi có mọi thứ, công việc trong mơ, ngoại hình trong mơ, và cả một anh người yêu trong mơ nữa. Nhưng mà đấy là mọi người nghĩ thế. Cày không nói chuyện, không nhớ anh à? Có mà, tạm này em bận chút thôi. Vì fan thích chúng tôi yêu nhau, nên chúng tôi mới yêu nhau. Anh nhớ em, không biết bao giờ mình mới được gặp nhau nhỉ? Chúng tôi thậm chí còn chưa cả gặp nhau bao giờ. Tôi và Tùng thật ra chỉ quen nhau trên mạng, nhưng anh gần như là người duy nhất mà tôi thực sự chia sẻ mỗi ngày. Ý cậu là cậu là nhân vật trong game rồi gì đó cậu thấy mình ở đây á? Đúng rồi cậu. Làm thế nào để tống nước này đi bây giờ nhỉ? Nếu để hắn máu me tập tễnh ra khỏi nhà tôi giờ này, bảo vệ sẽ thấy, toàn bộ tòa nhà sẽ biết, sự nghiệp của tôi sẽ tan tành và Tùng sẽ nghĩ khác về tôi mất. Ở nhà tôi phải theo luật của tôi. Quy tắc thứ nhất, tôi bảo gì cậu làm đấy. Quy tắc thứ hai, sau 6 giờ tối đừng xuất hiện trước mặt tôi. Thứ ba, thôi bỏ đi. Và thế là tôi đã bỏ mất điều quan trọng nhất. Ê, nước rồi. Tùng cũng đang xem livestream của tôi. Xin chào mọi người nhá, đây là Dương đây. Thì lúc nãy Dương gặp một chút trục trặc nhỏ thôi. Đây là bạn thân của mình, đây là Thúy này. Thế nên ta mới bảo nói dối cũng là một kỹ năng sống. Nhưng mà không biết Tùng có tin không nhỉ? Anh tưởng em bảo một mình. Bạn em thật à? Anh còn tưởng là người lạ. Chào mọi người nhá. Em vẫn chưa sẵn sàng. Em không muốn gặp anh à? Có một điều mà tôi không thể nói ra với Tùng, đó là trong khi mối quan hệ của chúng tôi là giả thì tôi lại thích anh thật. Trong khi Tùng chia sẻ mọi thứ với tôi lại không dám để anh biết mình có một đôi chân không lành lặn. Ê, muốn đi ăn gì không? Món này đắt tiền đấy. Không phải lúc nào cậu muốn là được ăn đâu. Thế thì ăn tiếp đi này. Thật á? Nhưng mà cậu bảo món này đắt tiền lắm cơ mà. Tôi giàu mà. Ngày mai anh sẽ đợi em ở trước cửa nhà. Nếu không gặp được em, anh sẽ không làm phiền em nữa. Này, ở thế giới của cậu ấy,
người ta có yêu nhau không? Tôi cũng không biết nữa. Ở thế giới của tôi, người ta giết những kẻ không quen và kết hôn với những kẻ xa lạ. Chúng tôi không có tự do. Chúng tôi hành động theo sự điều khiển của các cậu mà. Cậu ở với tôi thì cậu được tự do à? Nhưng mà ở với cậu vui. Tôi có nên nói là mình cũng thấy vui hay không nhỉ? Còn tôi thì chả thấy vui gì cả. Tự nhiên phải nuôi một người không đâu như cậu ấy. Cậu nói dối. Tôi thấy cậu cười cơ mà. Tôi rất sợ. Sợ người khác bàn tán về mình. Tại vì tôi có quá nhiều bí mật. Bí mật gì cơ? Đây này, chân của tôi đấy. Tôi thấy chân cậu như thế, có làm sao đâu. Tôi làm ở trong nghề này, họ sẽ nghĩ là xấu xí. Và tôi thì không muốn bản thân mình như vậy. Tôi muốn mình phải thật là hoàn hảo cơ. Để tôi nói cho cậu nghe này. Người nào thích cậu thì sẽ thích tất cả mọi thứ về cậu. Và cậu là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy. Đúng á, đúng không? Tôi thích cậu. Nếu không còn được gặp nhau nữa thì cậu có buồn không? Tất nhiên là phải buồn rồi. Tùng, em sẽ không bao giờ để anh phải là em nữa đâu. Nếu là Tùng, không biết cảm giác có như thế này không nhỉ? Người nào thích cậu thì sẽ thích tất cả mọi thứ về cậu. Tùng, anh ngủ chưa? Ê! Đi đâu đấy? Nhớ hôm qua nói chuyện với cậu, tôi quyết định đi gặp người mình thích rồi. Vứt hết bản trái cũ đi, về tôi mua cho cái mới nhá. Hay là cậu đừng đi được không? Cậu làm sao đấy? Tôi không muốn cậu đi. Cậu làm sao ấy nhở? Sao hôm nay cậu cứ xử lạ đấy? Coi như tôi xin cậu một lần đấy. Đừng đi. Bỏ ra. Tôi bảo cậu bỏ ra. Bỏ ra. Cậu không nghe lời tôi à? Bỏ ra. Có phải cậu ở nhà tôi lâu quá rồi nên cậu nghĩ cậu muốn làm gì thì làm đúng không? Tôi nói cho cậu biết, nếu mà cậu nghĩ sau chuyện đêm qua mà tôi với cậu trở nên thân thiết hơn ấy thì cậu nhầm rồi. Dương. Thì có đấy. Bảo sao? Hot girl live stream à? Chẳng bao giờ thấy mày ra ngoài nhờ. Dừng lại! Một mai chúng ta hai nơi cách xa,
nào ngờ rằng thời gian đi miết, lấy mắt thanh âm thua hồn nhiên. Đừng quên hát vang bản nhạc năm tháng, để gặp lại vòng tay ấm áp, viết tiếp yêu thương chẳng vẹn toàn. Đôi ta vừa hay gặp lúc yêu thương, vẽ ngang đây thắp sang một phương. Tôi biết Tùng không phải là người tốt, nhưng tôi vẫn cảm ơn hắn vì đã kết hôn với cậu. Nhạc phi thường, ta vừa hay gặp lúc thanh xuân, vẽ lên mây để tôi được nhìn thấy cậu. Nếu đó không phải anh thì có lẽ trong em màn đêm nhau chẳng chút gió đó, nước mắt rơi cũng thấy tự do. Phòng ba ta vượt không đắn đo, bởi ta chẳng ngừng hy vọng. Bởi vì anh chọn bước bên em, khiến em tin có sự chân thành. Mai lỡ ta rời xa, cậu có muốn luôn luôn làm nương tử của tôi không? Cho em gọi anh bằng những yêu thương, nhớ nhung trong lấp lánh bình minh. Qua theo mây tựa như thước phim, chiếu lên không. Ta sẽ không bao giờ có được cái mà ta muốn, vì ta luôn muốn thứ mà ta không có. Giữa nhân gian cách biệt muôn màu, mai nếu em gặp anh, nhận ra trái tim em nhớ anh. Rồi ta sẽ quên mọi thứ, nhưng sẽ nhớ mãi những điều không trọn vẹn. Tình kiếm 3D, thế giới kiếm hiệp tình duyên toàn mỹ, tải ngay trên Google Play và App Store.